Chào mừng mọi người đến với kênh Library. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi những cái video hay nhất của kênh. Thì hôm nay tiếp tục cuộc tranh tài của mình và em Cầu Cầu. Em Cầu Cầu chọn phi công. Em Cầu Cầu. Đây em Cầu Cầu đây. Đây phi công nữ. Thì đây mình thì mình chọn người gì đây? Người luật sư à? Sư sói đây, sói ra quét đây là đẹp. Đây thì bắt đầu thì mình cười trước đây. Chi phí của mình bây giờ là 6.900 và lương thì được 9.500. Coi có tài sản gì không? Có 10 mẫu đất hoang và không có gì khác. 10 mẫu đất thì có người nào vô hỏi mua sẽ kiếm tiền cái coi. Đi thôi. Rồi cơ hội đầu tiên. Mình mua được một ngôi nhà đúp mà lét. Ok, mua luôn. Ở đầu có vị cũng ngon ăn ấy. Bây giờ mua đúp mà lét hả? Ngon vậy. Chịu kiếm mà bóng nhận là đúng rồi. Ở đầu có vị cũng xét sủa đây. Hy vọng là sáng loạn luôn. Chưa thì ngon. Mình xem ngoài ra. Không có cái gì luôn. Chỉ có tiền mặt thôi, phải theo. Coi luật sư. Luật sư có gì kéo xuống coi có tài sản đất hoang gì đó cho xem có. Coi có gì đất hoang thì có cổ phiếu không? Không có luôn. Ồ có 25.000 tiền mặt kìa. Chỉ có tiền mặt thôi. Sư rất là mới nhận bia bộ dự án mới. Mình cũng có lương rồi. Đây là lượng mình. Câu hỏi lâm nghiệp khiến bạn nên mua quyền chọn mua hay là bán công ty này. Em nghĩ đây là xuống. Mình sẽ cũng xuống ha. 27560. Mình chia cho bao nhiêu? 85. 47 là ok. Mình sẽ đưa là 47. Đây 47 là xuống là bán. Hy vọng là nó sẽ xuống một ít vậy. Ít thôi nhưng mà nhiều mà ít quá. Đó. Ồ, ít mà lời gấp đôi luôn. Dữ dội chứ. Ừ. Ít mà lời gấp đôi là được rồi. Ồ, mình cứ mua nhà mấy vậy. Điều ngon vậy. Tiền cũng có ăn nhiều. Thôi kệ, mua để dành bán. Không biết là trước khi đô thị nó có tới xíu. Đô thị dạo này nó làm ăn kinh lắm. Coi như mới chưa là tới nó hút liền à. Vậy thì 4.400 lời được. Tôi mới có khả năng cạo đô thị tới nè. Giờ cái tài sản lớn á. Mình mới tới chứ tài sản nhỏ đâu tới đâu. 2.000 đô luôn. Wow. Lấy xíu à. Mới đó mình thu nhập thụ động 2.000 rồi. Nãy giờ mới được có 310. Cô cái coi. Đẹp là thấy tiếng cổ phiếu bị giảm giá mạnh. Tăng rồi. Giảm không? Tăng rồi. Tại chủ giảm là tăng rồi. 9810 chia 57. 172. Chúc mừng bạn Kiều đã nộp tăng cổ phiếu. Chúc mừng. Thấy chưa, giờ mày là bao giờ nộp tăng. Được xíu, bán không tài. Bán đi, giờ tí giờ giảm rồi sao. Cái cổ phiếu này thấy ngon lành cho lắm, bán này. Ăn lèo, chắc không có đỡ. Đỡ là thấy nhiều lắm. Gì đây, Kiều thấy đứa kia. Tôi đang cực, tự nhiên. Gì nhỉ? Gì? Không có gì? Không nè hả? Không có nhìn mẹ. Gì? Phải không nhìn mẹ đó là quà. Gì? Nhìn đâu? Gì? Phải nhìn rồi. Không có nhìn. Đó là quà. Gì? Không tin vợ gì hết. Hôm bữa trước số đâu nhé. Mình lỗ 10.000. Nghĩ sao vậy? Đứa nào không mua được là hoàn tiền mà làm gì có bộ lỗ. Còn lao rồi. Đó
đấu vé là thằng nào mình nó được thì mới lấy tiền, còn không là nó đeo mất tiền đâu. Ví dụ giờ thì tôi đấu giá thua chẳng hạn thì tôi một tiền chạy rồi tôi mất đâu. Rồi vậy cơ hội này ký đi. Wow. Cơ hội này ký vậy. Oh. Đấu giá liên tục. Lại thua nữa rồi. Sao đấu giá nhiều vậy? Bí mật. Một sẽ ngẫu nhiên đỡ. Thắng được bạn cờ được rồi, cờ đi. Ủa? Đâu giá nhiều vậy ta? Chứ thấy đâu giá 200 mấy à? Ủa bị xê tải rồi không? Đây kia là bị xê tải. Bí mật cũng nghe mà cứ nói lộ hết chứ thật. Trên tại công phần mà lộ hết. Vì cậu mua. À, mua hả? Sợ bữa sau trước hả? Đâu bây giờ 7, 4, 6 mình sẽ chia cho bao nhiêu, chia cho 10 7 thôi, đây là 7 mùa mình không chắc lắm vào cái sàn này, mình nghĩ là nó xuống rồi, nó xuống rồi đúng rồi, nó xuống năm ngày nữa thối rồi, xì thối rồi giảm xuống nữa rồi, vậy thì cơ hội bán tài sản cho cơ bán gì bán để thải đi mà bán gì quá cơ quá bỏ qua mình rồi đây mình đã lên chạm đỉnh mà mình thấy điều rất tuyệt vời, mình sẽ bán ngay tức ai bán sát kiếm mình tiến nhanh chầm quyền tính bất ổn nè nè tăng lên đây. Tăng nhiều bạn, mua lên đi, 23.41, chia cho 5 anh em, 8 mua lên. Nếu mình đã xuống thì mình sẽ bán cắt lỗ ngay lập tức. Ok, nó lên gấp đôi luôn, bán luôn, không nên đợi dành. Cờ như thế nào? Giá cao mà sao lại giảm nhỉ? Giá bán cao khiến giá đầu tư ông bớt cổ phiếu. Từ tức này ông bớt là ông bớt hay là nó sẽ giảm. Ông bớt là giá cổ phiếu giảm hay là? Công ty đang được đánh giá cao, mà sao các nhà đầu tư thì bán bớt? Bán bớt là lo sợ giảm nó mới bán chứ? Đúng rồi. Giảm bị bán xuống sát. Điều chưa có xác ngày qua cái vụ bán này không? Ba 254 chia cho giá hiện tại là 33 còn có 98 cổ phiếu à, có xuống nữa hay không? Mình nghĩ là xuống á, mình bớt thì do giá cổ phiếu nó giảm xuống đi, chính xác là 10.000 luôn. Thôi vay 1.000 đi. Vậy nó không có trừ ạ? À? Không, nó trừ, nó chưa sâu rồi. Trời giờ thấy nó rồi, nó giảm rồi, chịu nghe, thở vui, chứ giờ lên á. Nãy bút 10 ngàn là có 30, có nhiều 33 ngàn rồi. Ủa sao có được có 3.600 vậy? Thì rồi ít thì lợi ít chứ sao. Trời ơi. Thấy như tôi xác được rồi. Tôi nó xuống sát rồi, nghe đây bấm sell rồi bán mấy con đất mình có nha. Nè, lúc đây nè, thấy không? Thấy không? À. Nè, vô sell nè. Dù gì đất nó là 300 ngàn, mình bán cho ngân hàng nó chỉ có 30 ngàn à. Ừ. Nên là cái họ bán bắt nó dĩ á. Ít tiền bán đó. Biết thì biết, đi con sell rồi bán thôi. Cái chất thì bán không được nhiều à. Khi có người họ mua thì mới... À, nhưng mà bán cho người chơi khác được. Cơ hội sửa chữa gì vậy? Quay không vậy chứ không đo mà lời á. Ồ, có lợi nhuận. Congratulations, that was a good deal. Ví dụ em hết tiền mặt đúng không? Thì
tiền mặt đúng không? Ok. Bán gọi là người khác gì ạ? Mấy chàng người khác là mình bán nhiều. Không bán nhiều bán hả? Chưa gì mới lúa mặt ra baby. Bây giờ luật sư là mắng đẻ. Phải kìa. Đồ. Tôi mua những cái nhà nữa, hy vọng là nó sẽ có những cái niềm tin vào cái sản này. Cửa mắc kinh, các người họ mua nhà 85.000 luôn. Mà trước kiểu họ kéo thử mua chút mua nhiều như như tiêu sản. Ồ, xe hiện tại nó đang bị âm. 52.000 hả? Mua 48.000. 48. Lời đâu? Lời 48, 85 là lời được 3 bên trong bọc 37 gì đó. Mà mấy á? 37. 37 á? Coi thử à. 37 cộng 9 là bây giờ ông bán đi với gì nữa. 37 cộng 9 là 46. Coi thử đúng không nha? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, cần phải suy nghĩ về cái mua bán chứ cái đúng không? Cái coi về lại mà. Là cái công việc sẽ lấy đầu tiên rồi. Cũng hợp tác còn kiểu rất là chắc chắn. Tốn cho thời gian. Mình không có bắt ông sẽ vì cổ phiếu nào bày. Góp mà thành tới lượng chăm chờ mà không còn nữa. Cơ hội bữa bữa coi. Cầu hiện tại đang có 46.000. Tiền phải bự. Và cơ hội rất bự. Cơ hội không bự hơn nữa. Cơ hội bự, cơ hội không muốn. Rồi bỏ rồi. Bán cho sói nha. Rồi sói có 10.000 thì sói mua 200 không có đâu nha. Bán cái vui rồi. Bán cái vui thôi chứ được không có tiền đâu mua. Gì đây? Diễn viên nghỉ đi. 50 mà lời có nhiêu đó nghỉ đi. Mua gì? Chuyện cần bất động sản. Mua đi, cơ hội ngon mà. Ủa, nhưng mà mua cái này đâu phải mua bất động sản đâu. Tốt ngàn rưỡi thôi này, mua bất động sản. Ví dụ giá giá bất động sản nó 50 gì, mua là 5.000 thôi. Ừ. Vậy ngay bây giờ bạn có thể đặt mua một quyền 4 flex với giá 83.000 mà chỉ tốn với 1.500. Đâu? Bỗng vô nhưng mà chỉ mất 1.500 thôi. Không, mua 1.500 là mua bây giờ. Nhưng mà sau này mua một cái 4 flex với giá 83.000. Nhưng thường thường cái 4 flex là nhiêu tiền? Thôi bán nó tui. Hả? Cái một cái 4 flex là bao nhiêu tiền? Bây giờ thì mua 1.500, nhưng mà sau này là... Bà đi nó quyền chọn 1.500, sau này là khoảng 1.500 rồi. Nó quyền chọn lấy giá như biết ban đầu này. Mình sâu nó lên thì xuống mình vẫn bán giá 1.500 mà. Phải không? Đó là gì sao giờ vậy mẹ? Sao phải giờ? Mới giá. Vậy tiền tiền chi phí hoặc là khúc nè. Thấy không? Ba khúc nè. Tao còn phải nhằn lát nữa 4 và lát cho nữa. Có được mua gì không? Gì đó. Bữa hả con? Biết gì đang ngày càng tăng cao. Mình là luật sư. Đây là hai người số chi tiêu lớn hay nhiều bạn sẽ phản. Đây mình đã mua bảo hiểm rồi, ơi mình phải mua bảo hiểm chứ. Chẳng tài sản nó lớn như chung cư và hai phòng là cần phải mua bảo hiểm cho tất cả hạn chế. Cái thằng nội thị tới đó nó thu. Được ngon mày. 8 flex mà mua với giá 32.000 luôn kìa. Bạn có thể mua cơ hội hoặc bán lại cho người khác. Bán với giá 240. Thêm 2.000 đủ tiền mua không? Không mua luôn. Rồi bán vậy thôi. Thêm 1.000 hả? Hồi nãy nó kêu với 1.500 kia mình vẫn chưa có hiểu lắm. Rồi từ có. Khi có là mình tự động nhảy vô. Coi cũng biết là phải lên xuống như vậy.
mấy cơ hội này tôi sẽ mua ngay lập tức. Congratulations. Muốn vào đấy nè. Cái tiền mình nghĩ luôn rồi tôi nhập. Đây đây này, cái này cái tự động nhảy là chính xác cái này nè. Đó cái đó để vào viền này đó thấy không? Viền mua bông sản này giờ giảm 9.000 lời ngàn mấy hiểu kia kiểu là cái quý là bà xí chỗ mà mua. Còn mua giá hơi là như nè, nó hơi thấy hơi không? Nếu mà bạn vô mua. Sắp đâu anh? Mua đi. Mới mình đến nè, nhưng mà có mua với giá nè, nó với giá 83.000 nè, chứ đâu phải là 1.500 đâu. Phải trả chiều 19.000 rồi hả? Thấy hả? Biết rồi, nhưng mà hồi nãy nó nói ý là được xí chỗ mua cái này nè, được quyền mua với giá 83.000 nè. Nhưng mà trả chiều 19.000 mà nhưng là 1.000 hưởng lời. Bình thường hồi nãy anh mua 84.000 nhiêu tiền? Gì? Lát nữa coi. Để ý, anh nghĩ là bao mấy ngàn là hả? Ủa, không đủ tiền hả? Ừ. Good job. You can always pay off the bank loan later. Cho quay cho nhận lỗ quay mặt lờ. Nhuận 1.000 mà. Thôi à, trẻ lãi suất 10% tháng lần ngân hàng chứng khoán. Anh sẽ xe về Nam Hoa rộng cho chiều nó ngầu chứ. Chiều nó chặt quá, nó chỗ ngầu. Chiều ngầu khá là thấy. Cơ hội. Đây, viên chồng bán. Hey Timmy, and I got a great deal for you. Viên chồng mua mày. You've always got a great deal. Viên chồng bán hả? But none of your deals ever make me any money. Thấy này, thấy xuống. Yeah, I guess that's true. Đợi chết, bố. Xuống con nhảy ôm chợ nó lên 5 ngày. 5 ngày nữa có biến cố gì hay không? Sói à, mình thấy cổ phiếu của mình nó đang khoảng không có gì luôn, không kịp thúc đẩy ngoại thương rồi giá tăng lên và tăng lên xíu thì cũng tăng lên luôn. Mừng ê vô con sói coi coi cái càng 4 click nãy chồng bao nhiêu tiền số coi vậy. Giá nào vậy? 75.000 chỉ đổi gì? 75 trong khi nãy mình mua tới 83. Tôi chỉ chốt không tầm 15.000 về trả lên trước bao nhiêu? 19.000. Nghe hả? Chỉ chốt 32.000 vậy hả? Cái này hay cái này? Giữ 32 em ơi. Ai biết cái nào? Đúng rồi đi. Coi lại cái bảng này không? Nó không có quá không rồi. Lâu mệt lắm. Coi thử nó có lợi nhuận gì cho cái vụ mua đó chứ. Thì đã mua đó cái lời mà kiếm giá gì. Cái viên chọn là chưa giờ là lời mà phải lo phải lắm của anh. Bây giờ mình yên chịu coi giờ kiếm từ đầu một quá nó chưa biết là sợ dòng chữ rừng chữ là gì cho nên kiếm bây giờ biết. Sáu mươi bảy ơi cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình nhé, chào tạm biệt mọi người.